Hổ đại ca, hôm nay chuyển qua chế độ đặt lương luôn rồi. Ôi nặng quá. Con gì đây? Hết có việc. Mấy hôm nay gì đâu mà mưa quá mưa bà con ơi. Mưa gì mà kêu bằng nổi nước trong vườn, mà cái bờ này thấy là cũng khá là cao đó. Còn cái lùng bẫy mình hôm nay thì nói ngay là úp đi là úp gút bẫy luôn nha cô chú anh chị. Đây một cái, thường khi thì úp thăm thì cũng là úp thăm vô, nhưng mà úp gút bẫy thì ở trong một xe gút ra. Hành trình của mình nè, đó, em theo mấy bịch lúa, còn lại thí dụ mấy con chuột đó thì mình nhét cho em cạp đỡ. Cái bẫy đầu tiên lũ ra kìa. Nhưng cũng như mọi khi, trước khi thăm hay là rút gì cũng vậy, cho bẫy gắn miền quê xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị mình và các bạn qua màn ảnh nhỏ. Mới cái đầu tiên vô rút. Hết có việc. Tản thằng con ngô hành mà con ơi. Bên kia có người. Coi kìa, em nó nằm cái muốn bịch luôn cái bẫy. Cái bẫy này tính ra là thăm cũng 3 chiến này, mà nó không có hiệu quả, không có động tĩnh luôn nè. Hôm nay rút mới vô đây cỡ này. Đừng nói hôm nay là trúng lúc nha. Tiếc lắm ạ. Đây em. Hết có biết con hồ hành. Con này 8-9 lạng đó cô chú anh chị. Có động lực để đi rút bẫy. Cái lúc mà mình để thì nó không chạy, nhưng cái lúc rút á thì thấy trước mắt mấy cái bẫy đầu tiên chạy thế tươi quá, không biết kết quả về sau thì nó như thế nào, cũng như sau rút hai cái nữa, nhưng mà người ta bắt nhạc lớn quá rồi cũng không có quay. Cũng được một con hô hành, ok, cũng khá khá. Nhưng mà Út cũng chưa bắt ra nữa, còn nằm vỏ. Còn cái bẫy tiếp theo thì ở đây. Cái này thì chuột mất tiêu rồi. Đây thì Út còn một cái và qua bên kia một cái nữa. Còn cái con hổ hành dính hồi nãy thì cũng như Út nói đó thì Út chưa bắt ra. Để rút xong cái khu này rồi xong xuôi mình bắt ra luôn. Cái khu này là khu nội bộ, nói nghe cũng khá là lớn nha. Cái hôm thì gài lên khá là cao rồi, em nó ra đường này rồi. Đây này. Nè, gài lên khá là cao. Thì này chắc hô hành quá. Ở bên đây thì Út còn bẫy. Hôm nay đi thì đem theo cái tổng để chở. Để cái vỏ đây đây. Cái nền này mấy chuyến đầu tiên chạy khá là ngon, nhưng mà mấy chuyến gần đây thì không thấy đồng tình hay là hiệu quả gì hết. Thâu.
này thì còn hồ hành, hồi nãy Úc có nói đó. Úc nói ngay đặt bẫy là Úc đặt bẫy thừa nha. Mà tại vì cái khu này quá lớn, thành ra Úc đặt hơi nhiều bẫy. Mình nội bộ thì cũng khá là xa. Con này thì cũng hành nhị. Ok. Rút bẫy mà trước mắt chạy hai con nhất con nhì là thấy con đại con nhì là thấy tươi tươi rồi đó. Con này chắc tầm 3,5 lạng. Tiếp theo thì ở đây mình 2 bẫy, đây 1 bẫy và trong kia 1 bẫy. Khu vực này lúc trước thì có dính anh đại cũng khá là lớn. Cái này hôm nay thì còn chuột, Úc để đây. Bắt đầu mình đi tiếp theo vụ cái bẫy thứ hai. Hai cái này thì Úc cũng đặt sát bên, nhưng mà mỗi đường đi nó khác nhau hết. Cái nền này hành lớn có chạy, ngựa lớn cũng có. Ồ, hôm nay đi vô thấy phần trắng hết trơn này. Phải không? Đúng rồi. Ồ, nặng quá. Ồ, con hô hành nằm ngoài nữa nè. Còn con ở trong này con gì? Chưa thấy. Con trong này con gì đây? Ồ, con hô hành bà con ơi. Chạy ra là 2 con ha. Con hư, con còn. Thì trước mắt thì cái bẫy này thôi để quăng bên đi. Mình bắt con này ra trước đi. Rồi còn cái con đó thì hồi Úc vệ sinh cái bẫy. Vệ sinh cái bẫy cái rồi phát lương cho em đó. Hôm nay rút bẫy. Nãy giờ chạy mấy con thấy đẹp đẹp không? Khá là lớn. Vô túi luôn nè. Có bạn chậm á. Ừ. Kệ hương con mình cũng còn được con. Rút bẫy được vậy là quý lắm rồi. Hôm nay thì nói ngay có ít thì Úc đăng ít, có nhiều thì Úc đăng nhiều ha. Có bao nhiêu đăng bấy nhiêu. Cô chú anh chị mình xem địa chỉ. Thì xin bớt cho một thời. Nó hồi lắm bà con ơi. Rồi thì tránh làm mất thời gian cô chú anh chị. Thì Úc xin ốp máy để Úc xử lý cái cà này qua gác. Tiếp theo thì hai cái bẫy này. Hiện tại đến hôm nay thì đâu cũng 4-5 tuần gì rồi đó cô chú anh chị. Tại hôm bữa hai anh em đi mới đặt con chiến một, quay lại cái chiến sau rồi các bạn đi đường nào tiêu rồi. Chiến sau cái người ta làm đường, người ta đổ đan, người ta gào đường luôn. Rồi để tới giờ
Hôm nay đi vô cái đoạn đường hơi vất vả chút xíu, mà quan trọng là cái bẫy mà nó còn hay là không nè. Đây thì phải còn. Mà không biết có dinh lường dinh gì không. Chờ đằng trước này thì còn một bẫy. Đây. Cái bẫy nằm chùi chùi luôn. Bốn năm tuần. Đây thì những cái bẫy nãy giờ Út rút. Như cái này thì Út mới rút sao cũng được con hô hành. Nhưng mà tiếng nhạc lớn quá. Út quay không có dám quay. Gom gom về ba cái. Cái đồng mình vô tụng lặng. Cho nó gọn. Nghe có cái mùi nặng nặng, hình như có con nào có nhưng trong cái túi mình này. Cà đen. Đúng rồi. Rồi, là mình vệ sinh gì luôn. Vô. Cái bẫy này thì mới chạy nền chứ như rồi. Thấy anh chuột còn tung tăng. Lúc trước cái bẫy này nằm ở trong kia chạy khá là ok, nhưng chiến vừa rồi thì thấy có dấu hiệu bị thâm, Út mới về ra ngoài này. Út đoán cái khu này có hàng khủng, nhưng mà dở một cái là mình thâm mấy chiến liên tục rồi nó không có hiệu quả. Tới cái chiến vừa rồi nó mới chạy được một con, nhưng mà cũng nhỏ chứ không lớn nữa. Rồi, chiến này chắc tiêu cái bẫy luôn rồi quá. Đại ca, hôm đó này đại ca không chạy, hôm nay cái bẫy này cái bẫy trần của mình, vừa dời xuống cái lụm liền, con này khoan. Con này cũng khá nha bà con. Em này tính ra vô hổm ghề cũng khá lâu rồi. Hôm nay rút bẫy mới chịu chạy. Hết biết em mày thiệt chứ. Lì không thể tưởng tượng nổi. Phải chạy hổm ghề thì anh đâu có rút bẫy. Nãy giờ thì đựng hành. Bây giờ tới hổ. Hổ thì có túi lưới theo hổ. Nhưng mà hôm nay phải kiểm tra cái túi lưới mình lại coi, hổm ghề khá lâu rồi. Còn còn dây không? Vẫn còn. Quan trọng là cái cọng dây đó đó. Để Út chỉnh cái máy thấp xuống cho cô chú anh chị mình dễ xem ha. Khá là tươi với em này. Cái loại này thì nói ngay là cũng như Út nói thường khi đó, Út nói hoài đó, anh em nào giỡn giỡn còn Út là không có giỡn nha. Và mũi bắt đầu đó phải cẩn thận, tại vì mấy loại này là nó loại cực độc, với hai nữa em nó không có từ ra hết chứ. Tình trạng mà 97 hổm gà cắt đầu em nó cũng hung nữa.
cho nó an toàn mà con ơi. An toàn là trên hết. Rồi, ca lô cưng. Đúng rồi. Ngoan thế ạ. À. Xem cái đầu của em nó ở đâu. Con này chỉnh cái máy cào lên cho cô chú anh chị để xem. Khá là ngon với em này nha. Không cái túi lại đàng hoàng cái mới được. Rồi vô luôn cưng. Mắc cỡ gì không biết nè. Vô. Quéo lại anh chị. Hùng ha. Rồi thì cũng đã thu phục em nó an toàn. Còn cái bẫy này ở đây thì đón cái bờ ở trong đi ra. Nhưng mà hôm nay cái bẫy mình nó trống rồi nè. Rồi cái này thì chuột xong rồi. Còn như cái khu này thì chiến vừa rồi có châm vô rút ở đầu trong 27 nữa. Nhưng mà hôm nay thì mình quyết định là mình vô mình thu luôn. Như cái đây thì có 17. Ở đây không ta? Sao hôm nay giờ mình thấy nó sai sai vậy? Cái 7 mình hôm nay chuyển qua chế độ đặt lương luôn rồi. Ôi nặng quá. Con gì đây? Đừng nói con lướt. Ồ. Quá khủng cái con hổ ngựa này kìa. Hết có biết con hổ ngựa bà con ơi. Ok, cái phanh em nó kìa. Nó làm bịch chịch cái bẫy út luôn. Đây nè. Đủ men với con ngựa này luôn nha. Rồi thì giờ út để vô trong vỏ. Mình đi rút. Rút gần hồi ra bắt đầu mình tiến hành bắt luôn ha. Đây là hai cái bẫy mà ông mới vừa nhắc đến đây. Còn hồ ngựa này để vô vỏ cái đi đúng phê. Nó nặng. Ồ cái bẫy của mình không biết còn hay là không nè. Không thấy còn. Bẫy thì còn nhưng mà chuột thì hư. Hai cái mới chạy nền. Cái đầu thì hư chuột. Còn cái bẫy thứ hai thì ở đây. Quan trọng là kết quả như thế nào thôi. Gì vậy? Phần thì cá mớ cái này. Rồi tiếp tục là hổ ngựa. Kệ, hai cái mới chạy nên cũng được con. Chạy ra khu này. Ba cái dính hai con. Tiến hành bắt hai con hổ ngựa này ra. Rồi bắt đầu mình đi tiếp. Oh. Này không biết mấy con mà quá thứ. Nó nặng. Mấy con mấy đi. Giờ trước mắt thì mình chuẩn bị mở túi cho em nó về đội cái rồi. Mình tính sao. Cái này thì một con. Cái bẫy mới thì nền chiến vừa rồi. Hai cái nền. Ưng bụng hết biết. Mà rút cuộc lại. Nó chạy một cái.
cái hông. Nhanh quá ha. Mới vừa cài cái hông cho nó làm cái ọt ra ngoài. Thôi kệ vậy đi cho đỡ mất thời gian. Vô túi nè em. Một con. Còn cái thứ hai này để Út mở cái vỏ bao mình ra cái mới được. Còn mấy con nó nặng thế. Đây là con hổ ngựa mà cỡ này vậy nè cô chú anh chị. Hết có biết chưa? Nhìn không đẹp chút nào hết trơn. Cái này. Đó. Cái bẫy này thì bị mấy em mũi thính nha. Nó mớp một bên nè. Mà Út cố gắng Út sửa lại. Cuối cùng hôm nay thu được người khủng. Con này Út thấy khá là hung nha. Kệ, hung thì mình bắt theo hung. Cái loại này nói chung ra đớp là khỏi có phản. Nhưng mà được cái thì cái loại này thì không có độc nha cô chú anh chị. Dạ mũi. Rút đuôi lại nè em. Ừ. Rút đuôi lại em mới ra được chứ. Rồi cho cái đầu ra đây. Con này khá lớn mà con này. Quá lớn rồi chứ không có gì đi. Đây mình bắt gì để cho nó an toàn nha. Cho em này cũng thấy khá là hùng đấy. Đây đã chinh phục em nó an toàn. Hết có biết con ngựa. Vô quẳng cái tay bích chịch một cột. Vô luôn cưng. Nãy giờ thì Út lỗi khu trong. Tiếp theo thì bắt đầu tới khu ngoài. Khu ngoài này thì mình cũng có 3 bẫy. Như ở đây một bẫy. Cái bẫy này hôm nay nằm lũ ngoài muốn nguyên con luôn rồi. Nó ngạp. Nhưng mà thấy có đồ luôn nè. Con hung hành. Đây. Rồi giờ bỏ vỏ ha. Bên đây một bẫy nữa. Rồi ra cặp mấy lâu một bẫy. Rồi cái bẫy ở đây đâu rồi. Đây. Mưa hổm gài muốn chuyển qua chế độ đặt lương hết rồi. Cái này thì đặt lương thiệt rồi. Giờ ở đây thì mình còn một bẫy nữa nha. Cái bẫy cuối cùng của cái khu này. Thì nằm ở dưới đây. Nên chỗ này thì cũng dính được mấy con hổ hành. Nhưng mà hôm nay rút bẫy thì không biết như thế nào. Có hay không không biết. Cái bẫy còn là chịu. Bẫy còn. Chuột cũng còn luôn. Này, ồ mà lúa cũng còn nhóc luôn. Nãy giờ Út rút được nhiêu bẫy rồi nè. Đó, đến giờ này thì mình cũng còn mấy bẫy nữa thôi. Là kết thúc chuyến thu bẫy luôn. Thì nhiều khi cái Út nói là Út thăm hai mấy ba chục bẫy cô chú anh chị mình. Và các bạn có một số người thì nói nghe cũng không có tin cho mấy. Thì hôm nay Út rút á, Út quay đầy cái tụng đó là 24 bẫy. Tại vì Út chắc bằng ngang 6 lên 4. 6 x 4 là nó 24 chứ không phải 2, chứ không phải là 34 nha. Có nhiều nói nhiều
không phải mà đặt nhiều nó ít hay gì. Ra đây em. Gác nè. Đó. Quá gác. Rồi, đầu này nè cưng. Đúng rồi, trở lên. Ừ. Vô túi. Nãy giờ thì út chắc tùm lum hết trơn. Giờ tới đây sẵn ngồi đợi em đó. Rồi đợi em tiếng đó. Rồi bắt đầu út sắp bẫy lại cho nó gọn rẽ chút xíu. Và mình còn mấy cái nữa. Đến giờ này út còn 3 bẫy nữa là kết thúc chuyến thăm bẫy hôm nay. Đi tới đây thì út vừa gặp được đồng nghiệp. Hello các bạn. Rồi bẫy nằm nữa trên nữa dưới. Ta đậy lại cho mình luôn. Ê, cũng nặng quá tiếng. Tới này lúa nặng bà con ơi. Giờ ở đây thì còn một bẫy. Gà tuốt ngoài kia một bẫy nữa là kết thúc chuyến thu bẫy hôm nay. 20 mấy cái bẫy. Bẫy này nằm hết. Ở đâu hôm nay đi vô cục hụ bịch dữ vậy nè. Đây. Khiều khiều, vít vít. Có anh em vô bình luận mà út mắc cừ. Nói chung ra cái nghề này thì mình phải đảm bảo sự an toàn là trên hết. Ôi ôi, tới hôm nay rút bẫy mới chạy nè. Còn hũ hành, con này khá là đen ha, ngon lành nha. Cái bẫy này thường khi để thăm, nói cô chú anh chị mình đừng cười chứ. Từ cái lúc đặt, đến cái lúc rút, hôm nay mới chạy, hết có biết thiệt. Mà tính ra hôm nay chạy đồ ngon khá là nhiều. Mới vừa cài hòm ở trong siết 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 kìa, tranh thủ về đội sớm, sợ trễ chuyến phà hay gì. Hiện tại thì ở đây cũng còn một bẫy, cái bẫy cuối cùng của chuyến thu hôm nay, nhưng mà đi tới thì thấy người ta dọn chùi đuổi trơn, không biết cái bẫy của mình nó còn hay là không nữa. Kiến. Bẫy thì vẫn còn, quá may mắn. Ồ, cái này cũng hên, chuột cũng còn luôn. Cái này thì xe em tiếng nó nãy giờ em tiếng nó đi thăm bẫy gắn với thăm lờ. Hôm nay em nó trúng lúc bằng kèo vậy mà từ gối. Còn đây chiếc xe bẫy của mình. Đó, cứ xuống đi gì cái ăn tụng vậy đó. Còn đây chiến lợi phẩm của mình hôm nay như sau, được 2 túi. Đây thì anh Đại ha. Còn như ở đây thì thu gắn hôm nay khá là phê nha cô chú anh chị. Được con hành khủng với con ngựa coi nè, hết biết. Rồi thì bây giờ cũng cho Út xin kết thúc clip ở đây ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình clip lần sau. Bye bye các bạn.